chán nản với bản thân mình, chán nản với ngoại hình này, chán nản mọi thứ luôn. Có một cậu bạn hồi cấp 3, em nhớ cậu bạn ấy là khi mà nói em là nếu sinh ra là người khuyết tật thì tại sao không chết đi. Thì cái câu nói đấy, thì em bị tổn thương rất nhiều với cái câu nói đấy. Và bố mẹ nói là thì cố gắng mà học giỏi đi ấy, thì chúng nó sẽ không bắt nạt nữa. Nếu không phải. Nhưng sự thực không phải như vậy. Những cái nhìn thiếu thiện cảm, những trận đòn thật đau vẫn tiếp tục diễn ra. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách tập bước qua giới hạn của bản thân, vì tôi từng sợ mình không làm được. Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong một chuyến hành trình có tên gọi là Phụ nữ là để yêu thương, nơi chúng ta được gặp gỡ, trò chuyện với những người phụ nữ thú vị và truyền cảm hứng. Khách mời của chương trình ngày hôm nay là một cô gái rất đặc biệt, người trên hành trình đi tìm hiểu tôi là ai, luôn luôn có những sự lạc quan vào cuộc sống. Đó chính là Tuệ Nga. Xin mời Tuệ Nga. Chào Nga, mời em ngồi. Chào mọi người, chào chị Minh. Xin chào Nga, rất là cảm ơn em đã nhận lời mời của chương trình Phụ nữ là để yêu thương. Và điều đầu tiên mà chị tò mò đấy là Tuệ Nga, nó là cái tên mà cha mẹ đặt cho em từ lúc sinh ra hay là một cái nickname mà về sau này Nga chọn cho mình? Thật ra là Tuệ Nga là một nickname mà một người đặt cho em. Người đấy đã truyền cho em rất nhiều động lực trên cái con đường mà em tìm ra tôi là ai. Em thì sinh ra trong một gia đình muốn là có con trai để nối dõi tông đường. Thì em có 4 người chị gái và em có một người em trai. Là cùng mẹ, cùng bố luôn. Còn em có một bạn nữa, bạn em trai nữa là cùng bố nhưng mà khác mẹ. Tức là bố em có 2 người vợ. Bố chị gái của em thì đều đã có gia đình hết rồi. Em bây giờ sống cùng mẹ. Bởi vì bố sống cùng với cả chị dì hai. Điều gì khiến cho Nga cảm nhận được là cha mẹ mình rất là mong muốn có một cậu con trai để nối dõi tông đường? Em nghe từ bà em có câu chuyện như này. Tức là khi mà mẹ mang bầu chị gái thứ tư của em là đã mong muốn là chị ấy là trở thành con trai lắm rồi. Từ cái chị bốn, sinh ra chị bốn ấy là đã không muốn là kiểu bồng bế hay là không coi trọng chị ấy nữa. Thì đến lượt em này cũng là sinh ra là con gái nữa thì bắt đầu đã từ đấy thì không còn muốn là nhà họ nội, tức là không muốn nhìn thấy em hoặc là không muốn bồng bế gì vậy. Những cái suy nghĩ của một cái thế hệ trong những cái giai đoạn lịch sử nhất định đúng không nào? Liệu nó có tác động đến cái cảm giác của em khi nhìn nhận, khi nghĩ về giá trị của bản thân mình không? Chắc chắn là có. Hồi còn đi học, em đã có suy nghĩ chính bản thân mình ấy, là người không xứng đáng được yêu thương. Đấy là đôi khi cũng vì bận rộn này, cha mẹ không quan tâm được kỹ nên là khi em bị một cái mụn nào thì không kịp thời phát hiện ra và để lại về sau mình cũng có phải chịu hậu quả. Thì Nga có sẵn lòng chia sẻ lại với chị và khán giả câu chuyện đó không? Khi mà em sinh ra là khuôn mặt bình thường, xong đến tầm 7 ngày tuổi là bắt đầu một cái dấu nhỏ trên miệng. Thì ông bà tưởng là cái đấy là vết bớt. Thì ông bà dùng cái cách truyền thống là lấy con tôm sống đánh vô nó. Thế nó bị nhiễm trùng. Và bây giờ khuôn mặt em như thế này. Đến tầm độ tuổi nào thì Nga bắt đầu cảm nhận được là dường như mình không được xinh đẹp bằng những cái bạn gái khác ở xung quanh mình. Hồi đó thì em nhớ nhất là khi mà học sinh học có một bài về dị tật của con người ấy. Tất cả mọi người trong lớp đổ dồn về phía em và em ngồi cuối lớp. Em nhìn được ánh mắt mọi người, em ngồi em bật khóc luôn. Cảm thấy rất là tủi thân. Thế bây giờ có trách những người bạn đấy không? Em nhiều lần em tự hỏi rằng là nếu bây giờ mình nhìn thấy một cái thứ gì này nó khác biệt trên với tất cả thứ còn lại thì mình có tò mò về nó không? Thì câu trả lời của em là có. Chính em cũng sợ hãi những cái suy nghĩ đấy luôn. Em không dám chia sẻ cho mọi người cái cảm xúc thật của em là bản thân em cảm thấy bản thân mình rất là vô dụng. Những lúc tuyệt vọng tưởng chừng như không lối thoát, Tuệ Nga đã tìm tới sách như một cứu cánh trong hành trình đi tìm câu hỏi tôi là ai. Trong một khoảng thời gian đấy thì mình chỉ có một người bạn, đó chính là sách. Sách ở bên cạnh mình những lúc mình khó khăn, sách nói cho mình những điều mà mình chưa được nghe bao giờ. Sách chính là người mà đã tâm sự với mình, trò chuyện và vực dậy mình trong những cái thời điểm mà khó khăn nhất.
nay đi học nào? Buồn không? Sợ. Sợ gì? Xấu hơn. Không, nếu mà người ta khen mình ấy, mình có sướng không? Vui. Vui đúng không? Thế còn nếu mà người ta chê mình thì sao? Chê mình. Người ta khen mình ấy thì mình vui ấy, thì chứng tỏ là có lúc người ta chê mình thì mình sẽ buồn rồi. Thế nên nghĩ như thế nào, nếu mà người ta chê mình, người ta khen mình thì giá trị của mình có tăng lên hay giảm đi không? Nhưng với Tuệ Nga, sự khen chê đó không làm giảm đi giá trị của bản thân mình. Cô luôn mạnh mẽ tiến về phía trước cùng với vết sẹo trên môi. Nó được chấp nhận trở thành một phần của bản thân. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì nó là một vài câu chuyện để kể, nhưng mà trên thực tế nó là một cái chuỗi ngày. Đã. Thực sự là mình phải vật lộn đấy đúng không Nga? Đã. Chứ nó không dễ gì để có thể thoát ra khỏi cái vùng năng lượng tiêu cực đó. Hồi cấp 3 thì lúc đấy là có một bạn nam trong lớp học cùng với em năm lớp 10. Thì bạn ấy là học sinh thuộc dạng cũng là yếu kém. Thì em lại thuộc top khá của lớp thôi. Thì em lại học giỏi môn hóa hơn bạn ấy. Môn toán nữa. Thì bạn hay hỏi em bài mà em khó chịu lắm. Em không thích người khác hỏi bài em. Vì rõ ràng là tại sao không tự học đi mà tự làm đi, mà cách bạn ấy hỏi cũng rất là khó chịu ấy. Nên là em không thích nói chuyện với bạn ấy. Nhưng bạn ấy lại ngồi sau em. Thế rồi bạn ấy một hôm bạn ấy học cái môn hóa, em điểm cao hơn bạn ấy, bạn ấy điểm thấp hơn em, và bạn ấy mắng em là sinh ra làm người khuyết tật thì tại sao không chết đi. Lúc đấy đã trời ơi, chết điếng luôn khi mà nghe cái câu nói của bạn ấy. Câu nói bạn ấy đã như kiểu nó chạm vào cái điểm mà mình sợ nhất ấy. Nếu mà mình là người khuyết tật hoặc là người thiếu may mắn đi thì cả xã hội này sẽ coi em ở một tầng lớp dưới chẳng hạn. Em không thích cái điều đấy. Từ cái hôm bạn ấy nói câu đấy với em là em đã bắt đầu em cái khoảnh khắc mà em thấy là suy nghĩ tiêu cực nó nhiều nhất. Đúng là nhiều khi mình không được lắng nghe thì mình sẽ dễ dẫn đến cái trạng thái là mình sẽ đóng kín. Đóng kín cái tình cảm của mình, cái cảm xúc của mình. Nhưng mà ngay kể cả khi đóng kín như thế cũng là một cảm giác rất là khó chịu đối với mình. Kiểu muốn nói ra nhưng mà không nói được, hoặc là mình chính mình cũng sợ hãi cái điều mà mình đang nghĩ ạ. Nên là đôi khi em nghĩ là chia sẻ, phải chia sẻ với người xung quanh. Thì đó cũng là một cách để mình có thể chữa lành được bản thân. Đấy là câu chuyện là sau khi đã chữa lành. Còn cái câu chuyện trước kia chắc đôi khi ở trong gia đình có lúc Nga cũng cảm thấy bất mãn bởi vì không thể chia sẻ được với ai. Bố mẹ đi công việc suốt ngày, ở nhà thì ở nhà với cái tivi hoặc là học bài. Đôi khi là cũng chán. Có một lần em nói chuyện với bố mẹ là con bị bạn bè xung quanh bắt nạt. Thế bố mẹ bảo học giỏi, cố gắng học giỏi vào cho chúng nó biết mặt. Bản thân em lúc đó ấy, em chờ mong là bố mẹ sẽ chia sẻ điều gì với mình. Em chỉ cần bố mẹ tỏ ra thái độ là thông cảm với mình một chút và hiểu cho mình là tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh là lúc nào cũng nhìn đời với con mắt bi quan. Hay ít nhất là thừa nhận cái nỗi buồn đấy của mình đúng không? Vâng ạ. Và cùng lắng nghe mình. Dạ. Đúng là chị hiểu cái cảm giác của em là bố mẹ nói nghe một cái giải pháp nó rất lý trí như thế thì đôi khi hụt hẫng. Và có những lúc chúng ta là một cái trái tim đầy vết thương. Dạ. Nhưng chúng ta cố tình dập vào nó những cái đinh thép để che giấu nó đi. Dạ. Nhưng làm sao để mình có thể tự gỡ nó ra thì nó là một câu chuyện và là một hành trình. Và hành trình đó rời cấp 3 thì em sẽ bước lên những cấp học cao hơn đúng không? Dạ. Rồi vào đại học nhỉ? Dạ, em vào đại học ạ. Thế khi vào giai đoạn đại học rồi thì liệu em có còn phải đối diện với những cái ánh nhìn tỏ ý khác lạ đối với mình không? Các bạn ở đại học các bạn không hề soi mói hoặc là các bạn nhìn mình với cái con mắt là kỳ thị hoặc là tò mò nữa. Mà em thấy là chính mình mình mới sợ các bạn. Chứ khi mà em tâm sự lại với các bạn là hồi trước thầy tớ thế nào chẳng hạn, các bạn kể ra một cái phiên bản mà khác hoàn toàn em nghĩ. Em thấy là không, các bạn không hề soi mói và các bạn cũng không hề tỏ ý là bản thân mình là người khuyết tật thì sẽ cần phải nhận được cái gì đấy chẳng hạn. Nghĩa là lên đại học em đã có những người bạn thân? Không ạ, em không có hoặc bạn thân. Những người bạn thực sự không ạ. Chia sẻ, tôn trọng mình hơn. Có tôn trọng thì có tôn trọng, nhưng mà để bảo là bạn thì em hiếm khi coi ai là bạn, bởi vì em là người khá là ít cởi mở, khá là đóng. Nên khi mà để bảo một bước mà từ một cô gái dễ bị tổn thương chẳng hạn, đến một cô gái dễ dàng đón nhận và dễ dàng chia sẻ tình cảm thì em chưa phải kiểu người đấy. Chị hoàn toàn hiểu, nó là cái quán tính tâm lý của mình từ ngày bé thôi. Dạ. Đôi khi những cái trò nghịch của cái hội bạn tuổi thơ ấy, nó khiến cho mình bị cảnh giác.
Mình cảnh giác và mình rất là dè chừng, mình không cảm thấy an toàn, không an toàn và không sẵn sàng để gọi ai đó là bạn nếu như chưa có một cái sự trải nghiệm đủ thuyết phục. Ai đó tốt với mình thì mình cũng muốn tốt lại với họ, hoặc là kể cả khi ai đó xấu với mình thì mình cũng dễ dàng để thông cảm với họ hơn. Nhưng chị cũng cảm thấy rất là vui là vì cùng theo cái sự tăng lên của thời gian thì cái sự lạc quan thoải mái trong em nó cũng tăng lên. Vì mình gặp được những cái người bạn mà ở đấy cái tầm tuổi đấy nữa, họ cũng đủ cái sự trưởng thành hơn đúng không? So với hội học sinh cấp 2 và cấp 3. Dạ. Rồi thì đến từ nhiều vùng miền khác nhau, cái quan niệm rộng mở hơn và các bạn đã đón nhận và tự em cũng đã phát hiện ra là có thể trước kia mình cũng tự khắt khe quá với bản thân mình. Mình có phần mình chưa yêu thương và tự tôn lên cái giá trị của mình. Và chị tin là cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về cái hành trình mà Nga đi tìm xem tôi là ai, dạ, tôi là gì trong cuộc đời này và tôi có giá trị gì, dạ, sẽ truyền cảm hứng rất là lớn đối với khán giả. Và trước khi tiếp tục cái cuộc trò chuyện với Tuệ Nga thì Hồng Minh xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một clip sau đây. Một số người yếu thế luôn dành phần lớn cuộc sống để chờ đợi sự trợ giúp từ người khác, hoặc chờ đợi một phép nhiệm màu, chờ đợi một điều gì đó xảy ra, thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng Tuệ Nga không nghĩ và làm như vậy. Cô hiểu rằng mọi rắc rối trong cuộc sống của bản thân mình không thể được giải quyết mọi chuyện bằng một phép màu nào đó. Tuệ Nga từng nói một câu nói mà cô gặp trong sách, rằng khi người ta chấp nhận được chính cơ thể của mình, họ sẽ sẵn sàng đối đầu với thế giới này. Cô cho rằng việc ai đó chấp nhận được cơ thể của bản thân quả là một điều đáng để ngưỡng mộ. Cũng bởi những lời nói body shaming của người khác về mình, nên cô luôn phải dũng cảm để đối diện với những lời nói ấy, không né tránh vì biết bản thân mình muốn né tránh cũng không được. Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình không phải để dạy dỗ hay dạy bảo người khác, mà mình đơn giản là chia sẻ cái hành trình trưởng thành của mình và những câu chuyện mình ngộ ra được thông qua cái hành trình đấy. Và bạn có thể thấy từ một cô gái mà không dám nói chuyện với người xung quanh, rất là khó khăn trong chuyện giao tiếp với khác, mình trở nên một cô gái mà có thể tự tin trao đổi với người khác. Đúng là cái quá trình mà làm YouTube đã cho mình thêm những cái niềm tin, những cái sức mạnh để vượt qua và vượt dậy với bản thân mình. Nó cũng nhờ một phần rất lớn từ những người đọc, những người khán giả đã xem video của mình. Các bạn đã comment rất là tích cực, nói rằng là Nga cố gắng tiếp những video như vậy nữa nhé. Tuệ Nga luôn mạnh mẽ, luôn tiến về phía trước, không trốn mình trong những trang sách. Chọn làm YouTuber là cách mà Tuệ Nga cho mọi người luôn nhìn thấy vết sẹo trên môi cô, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy cái đẹp khác trong tâm hồn cô. Chào các bạn đến kênh của mình Nga đây. Tất đó. Hôm nay mình sẽ review với mọi người một số quyển sách để làm sao cho chúng ta có thể hiểu bản thân mình hơn. Và trước khi bắt đầu vào nội dung chính thì mình hy vọng các bạn có thể bấm like, share video này và muốn nghe nhiều hơn có thể bấm subscribe kênh channel của mình ha. Ngoài làm YouTuber, cô còn tổ chức các lớp học online trên nền tảng số để truyền cảm hứng, chia sẻ những câu chuyện về giá trị của bản thân và lan tỏa yêu thương tới mọi người. Liệu Nga có thể chia sẻ là cái dấu mốc nào, cái khoảng thời gian nào thì Nga bắt đầu chuyển mình một cách rõ nét và trở thành một con người khác so với con người có phần cảm thấy bi quan trước kia? Cái dấu mốc là hồi đấy em quyết định là sẽ sống thật với cả cái cảm xúc mình. Và em đã quyết định dành một cái plan là một tháng mình sẽ ở một cái tỉnh thành nào đấy. Và em đã đi được hai tỉnh thành là Tây Ninh và Đà Lạt. Em sẽ định đến Đà Nẵng để em... Ở đấy có rất nhiều bạn bè của em ở Đà Nẵng. Nhưng mà cuối cùng em lại đặt nhầm thế nào thành Đà Lạt. Và em thấy là nếu mà mình đi như vậy thì mình sẽ rất là lo lắng, nhiều nỗi sợ là không biết là sẽ sống như thế nào đây. Nhưng mà cuối cùng mọi thứ vẫn ổn. Cái nỗi sợ của mình nó đôi khi nó chỉ diễn ra trong tâm trí thôi, cho nên thực tế nó sẽ có một cái phiên bản khác. Đấy là việc thứ nhất, đánh dấu cái việc là Tuệ Nga sẽ khác. Tuệ Nga sẽ cởi mở hơn, sẽ open hơn đúng không? Ngoài ra em còn có những hoạt động nào khác nữa để mình tự tin hơn đến với tất cả những người xung quanh? Thế thì phải kể đến quá trình em làm YouTube ạ. Em nghĩ là em rất sợ hãi mà khi mà đứng trước nói chuyện với người khác như này chẳng hạn. Thậm chí là nhìn em trước trong camera em thấy là một cái nỗi sợ. Hoặc là nghe lại cái giọng nói của mình ấy. Ôi cái nỗi sợ khủng khiếp vì tại sao nó xấu xí hoặc là nó không hay một tí nào hết ấy. Và thật là bất ngờ khi mà bây giờ rất thoải mái về cái chuyện nhìn bản thân trong video hoặc là nghe lại voice của mình. Cái video đầu tiên đã được chuẩn bị và diễn ra như thế nào? Trong vòng một buổi sáng, tức là em viết kịch bản rồi em quay và em chỉnh sửa video.
hết mất buổi sáng và em up lên YouTube. Xong sau đấy thì em thấy là ở trên Facebook cũng có một số bạn cùng cái đối tượng mà mình có thể nhắm tới. Thế rồi em post lên trên Facebook và post lên cả YouTube. Thế rồi nhận lại phản hồi rất là tích cực. Nên là em cứ tiếp tục cái con đường đấy thôi. Thế thì cái lần đầu tiên khi em nhìn lại mình trong cái video đầu tiên mà em làm, cái cảm giác, cái suy nghĩ nào nảy ra trong đầu em? Xấu. Bừa bộn mấy cả lúc đấy là em không biết set up thế nào ấy. Cái tệp giấy rất là dày mà em làm xong em vẫn vứt ở đấy. Em thấy nó rất là xấu và bừa bộn. Hiện tại là bây giờ em vẫn chỉ mong muốn là chia sẻ cái thông tin quan trọng tới mọi người và vượt qua nỗi sợ hãi của em. Bởi vì không phải chỉ có cái nỗi sợ hãi là nhìn mình trong camera thôi đâu, mà còn nhiều nỗi sợ hãi khác như là bị người khác chửi. Hoặc là bị những cái comment tiêu cực ở trên mạng xã hội họ nói mình thì như thế nào. Vẫn là câu chuyện liên quan đến ngoại hình. Một hình thức body shaming. Trải qua những cái điều đấy rồi thì em mới thấy tại sao lại có hai cái luồng comment như vậy. Một cái comment rất là tích cực, một cái comment rất là tiêu cực. Rồi em thấy là thật ra là các bạn cũng có tiêu chuẩn của các bạn riêng. Và mình cũng có tiêu chuẩn của mình riêng. Nếu mà mình phù hợp với cái tiêu chuẩn đấy thì chắc chắn là mình sẽ được người khác khen. Còn nếu mà mình trái thì chắc chắn là mọi người sẽ phản hồi rất là tiêu cực. Mình có quyền lựa chọn là mình tiếp tục theo cái luồng comment nào. Và cái kênh YouTube của Nga là làm chủ đề về review sách. Dạ. Ủa tại sao mà những cái nội dung khác ấy hot hơn rất là nhiều nên Nga không có chọn, mà Nga lại chọn là cái kênh của mình sẽ theo hướng kén người như vậy? Thì lý do chính là vì em cảm thấy sách là một người bạn với em. Và nó đã đồng hành với em từ những ngày mà em còn một mình, em còn cô độc. Chị hiểu, ngay kể cả khi lúc bạn cô đơn nhất và đau khổ nhất thì vẫn có một người sẵn sàng ở bên bạn. Dạ. Đấy chính là sách. Dạ. Bây giờ là một phút dành cho quảng cáo. Em giới thiệu thêm về kênh YouTube của em đi. Kênh YouTube của em là Tuệ Nga đọc sách để hiểu mình. Cái kênh của em thì bây giờ gần 4.000 sub ạ. Hiện nay đang có bao nhiêu video trên kênh rồi? Khoảng hơn 150 video. Nhưng mà view nó không cao lắm đâu. Chị phục em đấy. Em khẳng định được cái bản lĩnh là mình sẵn sàng đứng lên và chia sẻ với cộng đồng rất là rộng rãi. Mình come out và mình thể hiện toàn bộ cái con người thật của mình ấy. Dạ. Thì đấy là một cái thành công rất là lớn rồi. Đã bao giờ Nga nghĩ là mình sẽ ra một quyển sách kể về câu chuyện cuộc đời mình không? Có ạ. Thật ra là tôi cũng đang trong quá trình để biên tập cái cuốn sách ấy ra. Cuốn sách có tên là Cô gái vầng trăng khuyết. Nội dung cuốn sách thì em muốn kể về những người có suy nghĩ bản thân mình không hoàn hảo này. Xong cái quá trình mà trải qua là bạn bè bắt nạt như thế nào, và cô đấy đã có những cái cảm xúc như thế nào, rồi quá trình mà thay đổi cô ấy ra sao. Và cuối cùng để nhận ra bản thân mình thật ra là kể khuyết hay không khuyết ấy, thì nó cũng rất là hoàn hảo. Như vậy là lên đại học thì các bạn cũng đã phần nào hiểu hơn vào những câu chuyện chế giễu trực tiếp như ngày xưa là không còn nữa đúng không? Dạ. Nhưng liệu chặng đường đó nó có hoàn toàn là suôn sẻ như Nga kỳ vọng không? Đã không ạ. Em hồi đại học thì em đã từng bỏ học đại học 2 lần liền. Năm thứ 3 đại học thì em bắt đầu em mới đứng giữa lựa chọn là có nên đi học tiếp hay không. Thì em mới bắt đầu tự hỏi bản thân là tại sao mình lại không muốn đi học và tại sao mình lại không dám bỏ học. Cái câu trả lời của em lúc đấy là em sợ rằng là tương lai của mình sẽ không ổn định và mình sẽ không làm được một việc gì đấy nếu mà mình không có bằng đại học. Và em thấy rất nhiều người, kể cả khi họ không thành công như Bill Gates hay là những người đã bỏ học khác, thì em thấy họ cũng có thể đạt được những công việc mà mình mơ ước. Và em tự hỏi một câu nữa của Steve Jobs em thấy rất là hay. Đó là nếu ngày mai mà bạn không còn sống nữa, thì bạn có làm những cái công việc ngày hôm nay bạn làm hay không? Thêm câu trả lời là không, em sẽ không đi học một ngày nào nữa. Em muốn sống trọn vẹn với cả những điều mà mình mong mơ ước. Đấy là một cái thời điểm mà em quyết định rất là mạnh mẽ đấy ạ. Và chốt xong rồi đó. Chốt xong rồi, bỏ luôn. Ủa thế giờ Nga đang làm việc gì và ở đâu? Hiện tại thì em đang làm công việc liên quan đến ngành social, làm về truyền thông. Ngày trước nó rất tự ti vào bản thân. Bố mẹ đã nói rằng là phải học hành đến nơi đến chốn để cho các bạn nó không coi thường. Dạ. Và bây giờ khi đi làm, Nga cũng đủ ý thức biết là ủa mình không có thế mạnh về ngoại hình. Dạ. Thế mà bây giờ lại dám chấp nhận là ok, mình không cần có bằng đại học. Có một điều em nghĩ là đôi khi cái mà mọi người tưởng nghĩ là rác ấy, nó lại hóa vàng trong một cái hoàn cảnh nào đấy. Nên là mình chỉ cần tìm ra cái hoàn cảnh mà mình có thể biến thành vàng. Thì có thể mình sẽ thành vàng. Thay vì mình tìm cái môi trường mình là rác. Ví dụ như nếu mà em vào cái ngành người mẫu chẳng hạn, hoặc làm ca sĩ, thì đôi khi nó lại là rác bởi vì em không sở hữu giọng hát hay này, và ngoại hình em cũng không đẹp. Nhưng mà nếu mà một số cái hoàn cảnh nào đấy, ví dụ như truyền cảm hứng cho mọi người, hoặc là chia sẻ những câu chuyện về trải nghiệm cá nhân của em, có khi chính cái trải nghiệm của em về cái hoàn cảnh là khuyết tật này, hoặc là xấu xí này, thì nó lại là vàng. Em nghĩ là mình hãy tìm cho mình một cái hoàn cảnh nào đấy mà biến mình thành vàng. Đúng rồi, chúng ta đều có những cái thế mạnh, và đây là chúng ta có tìm được đúng cái điều kiện để phát huy thế mạnh đấy hay không, đúng không? Dạ. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải đi theo một cái chuẩn trọn vẹn chung. Dạ. Mà không phù hợp đối với bản thân mình. Dạ.
thích đọc sách và chia sẻ những nguồn năng lượng mình có được từ sách. Tuệ Nga lập trang web tuenga.com với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để có nhiều hơn những cơ hội tiếp cận những cuốn sách mới để chia sẻ những cảm nhận của mình về sách, tạo sự liên kết, kết nối những người yêu sách với nhau. Mình là ai? Hôm nay mình sẽ review một cuốn sách đó tên là Sự cô đơn của những số nguyên tố. Tại sao lại là sự cô đơn của những số nguyên tố? Bởi vì mình thấy rằng là chúng ta lúc nào cũng cô đơn. Thì số nguyên tố ở đây là gì? Nó sẽ là những số mà chỉ chết trong một và chính nó. Thật sự khi mà mình đọc cuốn sách này thì mình cảm thấy bản thân mình trong đó. Ý nghĩa cuộc sống của mình là gì? Chúng ta sẽ chia hết cho những số nào và thật sự là điều gì phù hợp với chính bản thân chúng ta. Xuất hiện đều đặn trên các clip giới thiệu về những cuốn sách mới với mong muốn trang web ngày càng thu được nhiều lợi nhuận hơn để cô đạt tới mục đích thứ hai của mình khi lập trang web là bán sách, thu lợi nhuận và cam kết dùng 50% lợi nhuận thu được từ việc bán sách để làm từ thiện và phóng sinh. Làm affiliate về sách, tức là mọi người nếu mà đặt qua cái kênh của em thì em sẽ được hoa hồng, chứ em không cần phải nhập sách về. Bởi vì em không thể cạnh tranh được với Tiki hay là Fahasha được cả. Nên là em sẽ lập ra cái web đấy để mọi người có thể ghé vào website của em để mua sách và em sẽ nhận được hoa hồng. Có cả hai mục đích nếu mà được cái hoa hồng. Thứ nhất là em giữ lại một ít để em tiêu này. Và thứ hai là em muốn từ thiện và muốn phóng sinh. Và chị cũng thay mặt cho khán giả này và cộng đồng nữa rất là cảm ơn em, bởi vì những cái suy nghĩ, những nỗ lực đầu tiên của em trong việc là dùng chính cái trí tuệ của mình này, dùng chính công sức của mình có thể tạo ra được một phần cái nguồn thu nào đấy. Nhưng anh nói ban đầu nó chỉ còn rất là ít. Dạ. Nhưng chị nghĩ là mọi thứ nó đều được nuôi từ những cái nhỏ và giản dị như thế. Dạ. Chứ còn nếu chúng ta đang có sẵn rất là nhiều tiền để làm từ thiện, đấy là một câu chuyện. Nhưng chúng ta không sẵn mà chúng ta nỗ lực thì đấy cũng là những điều cũng rất là đáng trân trọng. Dạ. Thì không biết là ngoài cái việc đấy ra, Nga còn có những cái tâm huyết hay có ý định hay kế hoạch nào nữa không trong cái công tác xã hội hoặc là làm từ thiện? Có thể là em chưa tiệm public lắm bởi vì nó cũng chưa đến đâu ấy. Còn nếu mà sau này mà có cơ hội để chia sẻ hoặc là nó đã hoàn thành thì em cũng mới public cái thông tin đấy. Còn để bây giờ thì em nghĩ là em chưa đủ tự tin để em có thể nói về cái dự án đấy của em. Điều đấy nghĩa là Nga đang ấp ủ những cái dự án khác? Đang có ạ. Em cũng là người khá tham vọng. Nhưng mà tham vọng là không phải kiểu muốn nỗ lực để kiếm tiền. Mặc dù em có thích tiền nhưng mà để bảo em để cố gắng ngày đêm để việc kiếm tiền ấy, thì em không có động lực để em làm cái chuyện đấy. Nhưng mà em sẽ có động lực kiếm tiền để làm được những cái điều mà em đang ấp ủ. Chị cảm thấy ra đến thời điểm này thì Nga đã hiểu về mình khá là rõ rồi đấy. Có, em nhớ một thiền sư đã nói rằng là tôi đi tu để tôi nhận ra tôi chẳng là ai cả. Thật ra em cũng để nói rằng là bản thân em thật sự định nghĩa được Nga là ai ấy. Em nghĩ là một quá trình là tính cách như thế nào, hình thức như thế nào, nó là một cái list rất là dài. Nhưng mà em thấy là cuối cùng cái đấy cũng không phải là mình. Vì bằng một cách nào đấy thì đôi khi mình cũng không thể kiểm soát được chúng. Ví dụ như là mình đang rất là buồn, mình cũng muốn hết buồn chứ, nhưng mà không làm được. Hoặc là đôi khi mình đang rất là vui, xong bảo mày buồn đi, em không làm được như thế. Đôi khi cảm xúc nó không phải là theo cái ý muốn của mình. Mình thấy là vậy thì đâu là mình? Những cái thứ đấy nếu không phải là mình thì đâu là mình? Có một cuốn sách gọi là sức mạnh của hệ tại có thể trả lời cho cái câu hỏi đấy. Chính người tác giả cũng đã tìm ra câu hỏi tôi là ai. Và họ đã câu trả lời viết trong cuốn sách đấy. Em cũng khuyến khích mọi người nếu mà ai nghe đài cũng có thể tham khảo cuốn sách đấy ạ. Cuốn sách đấy có trên trang Tuệ Nga Cam Kết không? Có ạ. Từ kết có rất nhiều nghĩa hay. Nhưng mà em thích cái từ là ấm áp. Em thích cái từ ấm áp như vậy. Rồi, bây giờ thử hình dung nhá. Cái cô Tuệ Nga Kết bây giờ, cô Tuệ Nga ấm áp bây giờ, nếu như có thể viết một cái lá thư gửi cho bé Tuệ Nga ngày xưa. Dạ. Đang học cấp 1. Dạ. Thì Tuệ Nga Kết sẽ nói gì với cô bé đó? Những gì bạn trải qua đều xứng đáng. Cứ khóc đi. Cứ khổ đi. Em nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều xảy ra, nó đều có là một phần rất là hoàn hảo của cuộc đời mình. Thế còn bây giờ chị không nói và không ép rằng ô Nga ơi, em phải là một tấm gương, em phải là một thần tượng, em phải là một người ở trên đỉnh cao thành công, vượt lên cái gì đó và nói với các bạn ở dưới. Dạ. Mà chị chỉ muốn nói là để được chia sẻ một điều gì đấy với những bạn bè đồng trang lứa của mình, với những ai đó mà đâu đấy trong hoàn cảnh sẽ có những cái thiệt thòi, thì Nga sẽ muốn nói điều gì? Em thấy các bạn em thường hay né tránh những cái cảm xúc rất là tiêu cực. Hoặc là né tránh những cái điều mình không thích. Nếu mà để một lời nói chân thành của em dành cho những người bạn của em, những người đồng trang lứa với em là
đôi khi hãy tận hưởng cái cảm xúc tiêu cực. Giống như một cái lời, một cái bài hát, tên bài hát là những gì mà không thể hạ gục được bạn thì sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn. What doesn't kill you makes you stronger. Yes. Nói chuyện với Nga, chị cảm thấy rất là thích. Nó không chỉ là câu chuyện cuộc đời của em mà chị có cảm giác như là đang nói với một người nghiên cứu sâu về tâm lý thì phải. Không biết Nga có tìm hiểu về lĩnh vực này không? Em có, em muốn đi theo hướng viết là viết chữa lành á. Nên là em muốn tìm hiểu sâu về tâm lý và tìm hiểu sâu hơn về bản thân để từ đấy em có thể hiểu hơn mọi người. Chị thấy ở Nga bây giờ một cái năng lượng rất là tích cực. Và trong cuộc sống thì người ta hay nhìn thấy là có hai tiếp người nha. Một tiếp người là tiêu năng lượng. Dạ. Nghĩa là cứ đẩy hết năng lượng đi. Nhưng có một tiếp người giống như sạc pin là liên tục sạc được đầy thêm cái năng lượng của mình vào. Và mỗi một việc mình làm, mỗi một việc trải qua đều sạc thêm được nhiều cái năng lượng tích cực đấy. Thì có lẽ là chị đang cảm thấy ở Nga là cái tiếp người như vậy. Và chị cũng rất là chúc cho cái kênh YouTube của em á, ngày càng duy trì được nhiều này, giới thiệu được nhiều cuốn sách hay, những cái thông điệp hay đối với độc giả. Và chúc cho cái trang web giới thiệu về sách nhỉ, và có thể là đặt hàng qua đấy nữa, cái trang tuenga.com ngay càng ăn nên làm ra. Để cô chủ này có điều kiện là nâng cấp lên này, mở rộng ra, và từ đó cái khoản 50% mà em muốn trích làm quỹ từ thiện ý, nó sẽ ngày càng dồi dào sung túc hơn. Dạ. Để có rất là nhiều việc Nga có thể làm được cho mọi người. Dạ. Và đấy cũng là một cách để làm cho bản thân mình. Dạ, em cảm ơn chị Minh. Rất là cảm ơn Nga đã chia sẻ với chị Hồng Minh và những khán giả của chương trình Phụ Nữ Là Để Yêu Thương. Hồng Minh cũng rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi, và hy vọng là thông điệp về cô gái Tuệ Nga rất là bản lĩnh, vượt qua tất cả những cái khó khăn, đặc biệt là về mặt tâm lý, những câu chuyện bị chế nhạo hay là chọc đùa về ngoại hình, để bây giờ là một Nga lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, và cô ấy luôn đẹp, luôn tỏa sáng về cái sự tự tin của mình. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta nói lời chào tạm biệt rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin được hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.